Bây giờ em view cho các bác xem bộ trường kỷ gỗ gụ Campuchia. Bộ này là một bộ vô cùng đặc biệt, làm theo lối cổ các bạn. Chiều dài phù bì của nó là 2m2, mặt ghế sử dụng 50cm, chân 11 chỉ các bác nhá. Yếm thì là có hai cách gọi, một là rơi ngậm thọ, hai là ngũ phúc. Ngũ là năm trong tiếng Hán bác nhá, phúc là năm chữ phúc. Đấy. Rất là sắc. Tất cả làm đều là hàng đặt các bạn, chứ không phải là hàng sản xuất đại trà. Từ cái chỉ ở cổ và cái chỉ ở xà sau, bọn em cũng soi luôn, khách yêu cầu vậy. Ván yếm dày 4 phân, kinh điển luôn các bác ạ. Nguyên tiền công đục cũng đắt gấp đôi và tiền dựng cũng đắt gấp đôi bộ bình thường. Mặt ghế dày 2 phân cưa, sau khi tăng trà thì nó còn 1 phân 83 các bác nhá. Đây, yếm thì vách bên lưng ạ, là tùng cúc trúc mai, đục long chảo kênh bao. Các bác thấy không, cái lá sen nó như ở ngoài trời luôn. Con cò cũng vậy, con cò ăn nhiều ốc nên là nó cũng béo. Rồi, gành mai này các bác nhá, ở các cổ này đục tiểu cảnh tùng cúc trúc mai luôn. Đây em soi em quay luôn. Cái chỗ xà đè ở bên tay cuốn ngang là cũng xoay chỉ. Cái này đi chỉ nổi hết các bác nhá. Đây chỉ nổi. Chỉ nổi nó thuộc phần gỗ của tay cuốn. Bàn. Yếm bàn dày 2 phân rưỡi luôn. Mặt bàn đặt vô cùng đặc biệt. Long khung, nhìn như mặt sập. Tức là nó không có chỉ xoay và không có đường rãnh. Đây nó phẳng lì luôn các bác nhá. Sở dĩ cái mặt như thế này á, nó có một cái điều hay rằng là nó trơn tru, nó không cô, nó không đọng nước. Bộ này các bác mua về ngồi thì nói thật 500 năm cũng không thể hỏng được. Bởi vì chất gỗ gụ Campuchia thì nó là một chất gỗ nặng và nó đắt hơn gỗ gụ Lào các bác ạ. Tay cuốn thì là 914 này. Không đục hình thức xoắn ốc mà đi vát vuông, chặt vuông phía sau. Đấy. Bộ này chỉ có 3 món thôi nha các bác. Bàn của nó là ngang 55, dài 1m25. Rất đẹp ạ. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với em. Số điện thoại của em là 081 305 1906. Em chỉ bán dạng mộc mạc ở cửa hàng, trừ khi khách hàng yêu cầu bên chúng em làm nguội sơn mê u hoặc là đánh vét ni thì chúng em sẽ làm. Tiền cước vận chuyển các bác trả nhé. Các bác có thể đánh xe tải tới đây trở về, hoặc là chúng em giao thì chúng em sẽ báo giá, cái mức giá làm sao cho nó phù hợp. Em sẽ quay như thế này cho các bác thấy cái chất lượng đục mới sửa đục nó như nào. Đấy, rất tuyệt vời luôn ạ. Bởi vì mọi thứ tiền công dựng nó đều đắt gấp đôi những cái bộ bình thường. Em quay dưới ở gầm luôn cho các bác thấy nhá. Đấy, thang vuông 9 thang. Đấy, nó như thế đấy các bác ạ. Từng cái mặt sau của cái yếm đều được tăng trà một cách nhẫn. Em quay luôn cả cái gầm yếm bên trong. Tức là người thợ trong quá trình dựng á là đã tăng rất là nhẫn ạ. Đấy, gầm bàn, mặt đáy bàn đấy cũng thang đố như vậy đấy ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Mặt và đáy là gỗ liền. Như em đã nói rằng là gụ Campuchia, hay ở quê em còn gọi là gụ Căm á, thì nó là một chất gỗ thuộc dòng gỗ gụ, họ nhà gụ, nhưng mà nặng hơn gụ Lào. Đấy, nhẹ hơn gụ ta Quảng Bình. Đây, cái yếm của nó đây, cái đuôi của nó đây, nó dày dặn như thế đấy. Đấu nối ngọt ngào tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy. Bởi vì bản chất gụ Căm làm nó màu sậm. Khi các bác hiểu về gỗ thì các bác sẽ hiểu rằng là màu sậm không phải là do ố hay là gì, mà bản chất của nó là vậy. Đấy, cái trúc đấy. Rồi em kết thúc video ở đây. Đấy, em sẽ quay. Chú đọc đây cho cháu nhờ cái. Đây, phía sau của nó em quay kỹ hơn một chút. Là ván trơn, hạt cườm, lá nho và quả nho. Đấy, cái chỗ này em nhấn mạnh thêm là cái xà đè cũng soi chỉ luôn nha các bác, chứ không phải là xà đè thông thường như những bộ bình thường. Giá thành thì tận gốc rồi, nó dưới 35 triệu thôi các bác ạ.